Cây này cây cầu công nha các bạn. Cây này cái dòng nu cám nè, cây này đẹp nu rồi ha. Đây rồi em ơi. Tài bệ người ta làm rất là nhiều năm rồi. Cây này chiều cao khoảng 60. Có cái chai nước yến nè, so với cái chai nước yến các bạn. Quanh chỗ này khoảng 30 mấy hay nha, 33, 32, 33. Dòng nu cám thì dòng khoảng 32 và cây này tai bệ mà cắt trên đây là liền luôn rồi, có một cái vết mà cắt trên đây là liền, nó chỉ còn một cái sẹo duy nhất cho nhỏ xíu ở chỗ này. Cây này là hoàn toàn là tương đối là thành phẩm là 90% rồi, chỉ còn giai đoạn là chi dâm cho nó già lên nữa, chỉ còn một cái sẹo nhỏ cuối cùng cái này nó còn cái sẹo nhỏ cuối cùng đây. Bạn về nuôi thêm bỏ một số chi rồi nó một năm nữa là liền luôn, để bọn mình tương đối. Phòng quá đẹp cô công mà dòng nuôi cám nữa bạn, cái này nuôi cám nha. Nuôi cám bờ công nha các bạn, tai bể nó nằm ở đây. Cái này đẹp lắm mà dạng nu quá đẹp luôn, cái này dạng nu quá đẹp luôn các bạn ơi, cái này quá đạt rồi. Hoa hậu cái này thần châu luôn, nằm trong châu luôn nữa. Cái này nếu mua gửi luôn cái chậu luôn, ngon cái chậu này, chậu này rồi gửi luôn cái chậu luôn, tại khi gửi luôn cái chậu sợ nặng thôi. Mà giờ mình bao ship hoàn toàn, ở cây nào mình cũng bao ship hết.